Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh Thi Nguyễn. Hôm nay em tiếp tục làm clip thanh lý nha. Và trên clip này là em tiến hành thanh lý đồ si, tức là đồ đã qua sử dụng, áo thun nam nha. Em có khoan size sẵn và đánh mã số. Các bác mặc vừa size nào và thích cái mã số nào thì liên hệ vào Zalo 0931008099 để nhân viên chốt hàng cho mình. Sản phẩm áo thun nam hàng si này em không nhận ship CD vui lòng chuyển khoản giúp em sau đó cho em xin địa chỉ để em ship hàng tặng nơi do giá thành lý dưới giá vốn của em rồi nên em sẽ không bao ship cho mình nha và em bán một lần như vậy là 10 sản phẩm tức là các bác vui lòng mua từ 10 áo giúp em để em ship hàng cho mình tại vì giá rất 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 là rẻ luôn dưới giá vốn của em rồi nên các bác mình cứ mua về mặt thoải mái mặt vô tư tặng cho bà con người quen người thân mình cũng còn rất là rẻ 10 sản phẩm tức là 10 cái áo như vậy chỉ có 220 ngàn thôi nha chỉ có 220 ngàn trên 10 áo và em không bán dưới 10 cái vui lòng chọn từ 10 sản phẩm cho lên giúp em và em không bao ship à, do thanh lý lỗ mà bao ship nữa em đi Bình Dương mất tiêu luôn rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm đầu tiên đây là size ớt các bác nào vừa size ớt thì mình lấy nha Đây là mã số 1 Mã số 2 Mã số 3 Mã số 4. Mã số 5. Rồi, bây đây bây giờ mình sẽ qua size M. Mã số 6. Mã số 7. Mã số 8. Mã số 9. Mã số 10. Mã số 11. Mã số 12. Mã số 13. Mã số 14. Mã số 15. Mã số 16. Mã số 17

Mã số 31 Mã số 32 Mã số 33 Mã số 34 Mã số 35 Mã số 36 Và bên này là say XL Lưu ý giúp em Hàng này là trong nguyên một cái kiện hàng lớn em đem ra Em tiến hành em quay clip thanh lý cho mình Em chưa vệ sinh, chưa giặt, chưa tẩy nên khi mình mua về thì vui lòng giặt sạch sẽ Tẩy sạch sẽ rồi mình ha mặt giúp em Tiếp theo đây là mã số 37 Đây là size XL nha Mã số 38 Mã số 39 Mã số 40 Mã số 41 Mã số 42 Mã số 43 Mã số 44 Mã số 45 Mã số 46 Mã số 47 Mã số 48

có thể là 2XL là, hoặc là 3XL nên các bác nào mà mập mập tròn tròn thì mình cứ mặc những cái size còn lại này. Tiếp theo đây là mã số 71, mã số 72, mã số 73, mã số 74, mã số 75, mã số 76, mã số 77, mã số 78, mã số 79, mã số 80 mã số 81 mã số 82 đồ si mà hàng xịn của nước ngoài thì mình mặc giả dạ rất là mát và mềm thấm hút mồ hôi tốt mỗi cái như vậy có 22.000 thôi một chục cái chỉ có 220.000 mua về mình mặc thoải mái mình tặng người quen người thân mặc đã đời luôn cũng rất rất là ghẻ nha tiếp theo đây là mã số 83 mã số 84 mã số 85 mã số 86

tổng cộng có 95 mã sản phẩm các bác ưng ý, ý sản phẩm nào thì liên hệ zalo 0931008099 để nhân viên tư vấn và chốt hàng cho các bác.